Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 tháng 3 năm 2022 Nhâm Dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 3 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể những con giáp khác ra sao, nhưng với những con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường, đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 thân mến. Trong tháng 3 âm lịch này thì quý vị càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều những thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có từ sau rằm tháng 3 âm lịch khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều những giai đoạn mới thực sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra lúc đầu được sung sướng thì chắc chắn sẽ được sung sướng trọn đời. Và ngược lại, không phải ai sinh ra lúc đầu chịu khổ thì chúng ta sẽ phải chịu cảnh lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong những bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc vận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Thưa quý vị, có những người thì họ chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ được thay đổi. Người xưa có câu nói cuộc sống sung túc đủ đầy, 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp thì sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những con giáp khác ra sao. Nhưng riêng với con giáp này thì chỉ cần họ cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì nếu không giàu nứt tường đổ vách, cũng sống trong giàu sang phú quý, không thiếu bất kỳ một điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Mậu Tý trong tháng 3 âm lịch qua video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường được gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định, người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác, khi trẻ của cải chưa có, tuy nhiên, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ vả. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì là người đó được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ lại vào tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận sóng gió trong cuộc đời của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Xem tử vi tháng này của các gia chủ Mậu Tý vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ, nhưng cũng không có điều gì quá đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Tý sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết với những người trong gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Mậu Tý ở độ tuổi này đều đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này.
Đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được khi thực hiện các dự án bất động sản, trúng số hoặc được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng, giúp cho mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính, có người còn có điều kiện phụ giúp cho con cháu. Tuy vậy, trong tháng này, gia chủ có mức chi tiêu lớn, chủ yếu là cho thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi này của gia chủ, tiền bạc hay của cải cũng không còn quan trọng. Cho nên việc chi tiêu cũng không cần quá tằn tiện. Gia chủ đã vất vả rất nhiều, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và những thú vui tuổi già. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết. Ngoài ra thì có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến bệnh tình trở nặng hoặc để lại hậu họa về sau. Các quý gia chủ tuổi Mậu Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo, các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng bởi vì tính cố chấp của con giáp này gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi cũng hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay hơn là bạn nghĩ. Đừng tự quyết định mọi việc và khăng khăng làm theo ý của mình mà không cần tham khảo ý kiến của người thân, như vậy thì không hay. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch Giáp Thìn được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật được những kiến thức về tử vi phong thủy mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã theo dõi đến cuối video.